Chào mọi người. Cái tập vừa rồi chắc là tạp âm hơi nhiều, tại thật sự át về quê, thành ra là đây mọi người xem này. Gà, chó đầy nhóc ra, thấy chưa? Thành ra là mọi người thông cảm nha. Tạp âm hơi xíu nhưng mà nó vui, vui tai mà. Gà kêu, chó sủa. Có gì thông cảm ha. Chắc vài ngày át về lại thành phố sẽ yên tĩnh trở lại thôi. Ma Hoàng Trác Dịch Phàm tập 48. Đột nhiên Tạ Thế Dương cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói: các ngươi nhìn đi, tiểu tử kia hiện tại ánh mắt đã thay đổi rồi đó. Loại ánh mắt này ta chỉ thấy hắn để lộ ra một lần, cũng chỉ là lần giết U Quỷ Thất kia. Loại lạnh lùng cùng tự tin đó ta đến chết cũng sẽ không thể quên. Nghe được lời này, mọi người lại cùng nhau nhìn qua. Quả nhiên, đúng như Tạ Thiên Dương vừa nói, khí chất toàn thân Trác Phàm cao thấp dường như hoàn toàn đã cải biến, không ngừng, ngưng mà không phát, giống như một thanh thảo kiếm tuyệt thế giấu trong vỏ, một khi ra khỏi vỏ liền sẽ long trời lở đất. Mà sâu trong mắt Trác Phàm là lạnh lùng cùng sát ý vô tận. Chỉ là nhìn một chút, cho dù là Long Cửu cũng là cao thủ thiên huyền này cũng ngăn không được lạnh run. Tạ Thiên Dương bật cười một tiếng, phương vai, tiểu tử này muốn đánh người đó. Bên cạnh Phế Tích, Hoàng Vũ Thanh Vân cùng Ngũ Trưởng Lão một lần nữa lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng nhìn lại những con huyết bức kia dường như lại được tăng thêm sự tự tin, cười to lên: ha ha, Trác Phàm, ngươi bây giờ đã mất đường để trốn, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trốn sao? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm cũng liếc nhìn những con súc sinh trong không trung kia một cái, không khỏi cười khẽ một tiếng. Đúng vậy à, đã không còn đường có thể trốn đi. Bất quá các ngươi đã không muốn để cho ta trốn, vậy lão tử liền thuận theo ý các ngươi ở lại đây. Hả? Ở lại? Giết ngươi? Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Trác Phàm nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ này. Đồng thời một cổ sát ý ngút trời đột nhiên từ phía trước hai người đã qua. Chỉ trong một thoáng, hai người chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, trong nội tâm sinh ra một tia sợ hãi không có nguyên do. Trong mắt có rút lại, hai người cùng nhau kinh hãi, chuyện này làm sao có thể được chứ? Là bị áp chế nguyên thần sao? Không sai, nguyên thần của cường giả có thể trực tiếp lấy lực lượng nguyên thần áp chế nguyên thần của người yếu hơn, cho nên người yếu hơn căn bản không có chút nào phản kháng. Tuy Trác Phàm vừa nãy cũng không có khả năng hoàn toàn áp chế bọn hắn, nhưng là làm cho bọn hắn trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Chuyện này không khỏi làm cho bọn hắn quá sợ hãi rồi. Hai người bọn hắn tuy đều là cường giả luyện thể, nhưng sau khi đột phá thành chiếu cảnh cũng đang tu luyện lấy nguyên thần. Riêng Hoàng Vũ Thanh Vân gia truyền Hoàng Cực Bá Thể Quyết, chẳng những lấy long khí luyện thể, còn lấy long hồn để luyện thần. Cho nên lực lượng nguyên thần của hai người bọn họ đều cực kỳ cường hãn, cho dù là bên trong cảnh giới thiên huyền cũng là người nổi bật. Nhưng bây giờ lực lượng nguyên thần của Trác Phàm vậy mà vượt xa hai người bọn hắn, còn mang đến uy áp khiến cho bọn hắn hoảng sợ. Như vậy chỉ có thể nói một loại giải thích, cường độ nguyên thần của tiểu tử này cư nhiên có thể mạnh hơn tu giả thần chiếu cảnh. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hai người càng hoảng hốt, chầm chầm nhìn về phía khuôn mặt quỷ dị của Trác Phàm. Luận về tu vi, anh vẫn chỉ là một đoán quốc cảnh, lại trực tiếp nhảy vọt qua thiên huyền cảnh, nguyên thần trực tiếp đột phá thần chiếu cảnh. Loại sự tình khó có thể tưởng tượng được này có khả năng phát sinh được sao? Tựa hồ nhìn ra được suy nghĩ trong lòng bọn hắn, Trác Phàm khóe miệng hơi hơi nhếch lên một chút, cười khẽ một tiếng. Cái này còn phải cảm tạ các người đó, nếu không phải bị âm ba của chấn huyết thiên huyết bất kia tàn phá, lão tử còn tìm không ra được đường tắt để đột phá tốt như vậy. Vừa nói xong, trong mắt Trác Phàm ngọn lửa màu xanh lần nữa lóe lên rồi biến mất. Tâm tình hai người Hoàng Phú Thanh Vân theo ngọn lửa kia xuất hiện, trong lòng bỗng nhiên gấp gáp một chút, một luồng sợ hãi đến từ sâu thẳm trong linh hồn cư nhiên lần nữa lại đổ lên. Quả nhiên là như vậy, hai người không khỏi hoảng sợ kinh biến. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định Trác Phàm xác thực đã đột phá đến thần chiếu cảnh, nguyên thần cảnh giới. Lúc này nguyên thần cường độ mạnh đến đáng sợ, tuy còn chưa đạt được đến cảnh giới dùng ý niệm giết người, nhưng cũng nhanh mà thôi. Mà vừa rồi anh một mực quỳ xuống đất bất động chính là để đột phá. Tên quái vật này tuyệt đối không thể lưu lại. Trong lòng không khỏi hét lớn một tiếng, Hoàng Vũ Thanh Vân liếc nhìn Ngũ Trưởng Lão một chút, bên trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định,
càng sâu hơn. Ngũ trưởng lão cũng hoàn toàn minh bạch ý tứ của hắn, ngân trọng gật gật đầu. Nếu như không thừa dịp hiện tại giết chết anh, về sau anh nắm giữ được thần thông, dùng ý niệm giết người lại càng thêm khó để đối phó. Oanh! Không hề có một điểm báo trước, Hoàng Vũ Thanh Vân mạnh mẽ đạp đất, tựa như một viên đạn pháo phóng về phía Trác Phàm. Toàn thân kim quang nở rộ, trong nháy mắt lao đến trước người anh, một quyền đánh ra. Cùng lúc đó, ngũ trưởng lão U Minh Cấp bỗng nhiên nhảy vọt lên, vung lên búa lớn hướng về phía đầu anh đập tới. Chỉ trong một thoáng, đến đầu Trác Phàm đột nhiên bị một cái bóng mờ to lớn che khuất, khí thế giống như Thái Sơn áp đỉnh thẳng tắp đè xuống, mà phía trước anh thì là một quyền khí thế dồi dào của Hoàng Vũ Thanh Vân, dường như nắm giữ uy năng dời non lấp bể. Bất quá, mặt đối với công kích vừa nhanh vừa mạnh của hai người, Trác Phàm trên mặt lại lộ ra vẻ bình tĩnh đến dị thường. Bên trong hai mắt, một đạo thanh mang lóe lên, hơi nghiêng đầu liền tránh thoát một quyền mãnh liệt kia. Một vệt kim quang xẹt ngang bên tay anh, quyền kinh mạnh mẽ được mấy chục căn phòng đem mấy chục căn phòng phía sau anh đều đập cho sập nát, nhưng cũng chỉ làm cho lọn tóc của anh bay nhẹ lên, mà ngay cả một sợi tóc đều không chịu chút thương tổn nào. Ngay sau đó, búa lớn nện xuống, Trác Phàm đạp chân xuống đất, vẫn chưa dùng đến bất kỳ vũ khí nào, cư nhiên đã nhảy ra khỏi phạm vi bóng mờ bao phủ. Nghe ầm một tiếng rất lớn, trên mặt đất lưu là một cái hố đường kính hơn 20 mét, nhưng Trác Phàm lại chỉ đứng ngay tại bên cạnh cái hố đó, mặt biểu lộ thần sắc nhẹ nhàng, tờ hồ vừa rồi tất cả sự việc đều như là ăn cơm uống nước, không có ý nghĩa gì với anh. Hoàng Phú Thanh Vân, hai người liếc nhìn nhau, trong lòng càng thêm kinh hãi. Sau đó lần nữa xông về phía trước, quyền kinh xông ra như gió táp, búa như mưa giông, quyền ảnh cùng búa ảnh dày đặc đem Trác Phàm phủ kín ở bên trong, không còn một kẽ hở. Thế nhưng Trác Phàm lại vẫn như cũ phiêu diêu tự tại, tránh né trái phải, cũng không cần dùng đến mê tung huyễn ảnh bộ, tự hồ chỉ là tùy ý di chuyển gót chân liền tránh thoát tất cả công kích đó. Sau hơn 100 chiêu, Trác Phàm ngay tại bên trong vòng tròn 1.5 thước di chuyển, chưa bao giờ đi ra qua cái vòng này, nhưng Hoàng Vũ Thanh Vân hai người công kích thì đến ngay cả một góc áo của người ta cũng không thể chạm tới được. Thấy tình cảnh này, mọi người đang vây xem cùng nhau lên tiếng sợ hãi. Tràng diện quỷ dị như vậy, bọn họ từ nhỏ tới giờ cũng chưa từng thấy qua. Hai đại cao thủ thiên huyền cảnh vây công một đoán cốt cảnh, hơn 100 chiêu đều không thể sờ đến một cọng lông tóc của người ta. Chuyện này thực sự là quá quỷ dị, không thể nào có thể xảy ra một chuyện vô lý như vậy được. Bọn họ nhìn mà không hề hiểu, nhưng đám Long Cửu thì đã sớm đã rõ ràng, nhưng là bởi vì bọn họ trong lòng đã rõ ràng nên trong lòng càng thấy hoảng sợ, cả kinh miệng má mở lớn thật lâu cũng không thể đóng lại được. Bọn họ đã hoàn toàn rõ ràng đây chính là việc mà chỉ có thần chiếu cảnh mới có thể làm được, là lĩnh vực của thần thức. Chỉ cần trong phạm vi thần thức lĩnh bao trùm, mọi cử động của đối phương đều hiện lên một cách rõ ràng. Cho dù là động một cái cổ tay, anh liền sớm đã biết được quỹ tích xuất thủ của ngươi. Cho nên, trong hơn 100 chiêu này, Trác Phàm mới thể nhẹ nhàng né tránh được. Chỉ bởi vì bất cứ chiêu thức nào của đối phương, trong lòng anh đều đã đoán trước được. Tiểu tử này đã biến thái đến trình độ này rồi sao? Đó chính là thần thông của cường giả thần chiếu cảnh đó. Hắn một tên đoán cốt cảnh. Long Cửu nhúc nhích miệng, cuối cùng nói không nên lời, chỉ là trong lòng đầy đắng chát. Những trưởng lão của Tiềm Long Các bọn họ, không biết có bao nhiêu người khổ tu cả một đời, cũng chỉ vì khát vọng có thể đột phá thần chiếu cảnh, cảm nhận một chút sự cường đại của cường giả thần chiếu cảnh, Long Cửu hắn tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng, không nghĩ tới, Trác Phàm nhân tài mới xuất hiện này, ma đầu tiểu tử, ngược lại nhanh chân đến trước, điều này không khỏi làm cho tâm lý của hắn không thoải mái. Tuy hắn nhận Trác Phàm là huynh đệ, nhưng vẫn tránh không được sự ước ao ghen tị như cũ. Người với người, chênh lệch như vậy, làm sao lại lớn như vậy chứ? Trà Thiên Dương cũng là bất đắc dĩ thở dài, cười khẽ một tiếng, xem ra trải qua trận đấu này, cái tên tiểu tử đó, biến thái này, lại tiến hóa rồi. Thật không biết ngày sau, hắn sẽ mạnh đến loại tình trạng nào, mình còn không có khả năng đối kịp hắn rồi. Hay là xem ra cũng không có cái khả năng này rồi. Tạ Thiên Dương cười khổ chép miệng, mất mát lắc đầu. Mọi người nghe thấy như vậy đều thổn thức gật gật đầu. Trên chiến trường, Trác Phàm nhẹ nhàng nhảy lên liền thoát ly khỏi vòng chiến.
trên mặt vẫn giữ nguyên bình tĩnh tự nhiên, chỉ là thần mang trong hai mắt lại lộ ra càng thêm thâm thúy. Hoàng Phủ Thâm Vân cùng Ngũ Trưởng Lão thở hổn hển từng ngụm một, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Tình cảnh như vậy, bọn hắn đại khái cũng đã nghĩ ra nguyên nhân, thế nhưng cũng không có biện pháp nào. Coi như Trác Phàm chỉ là tu giả đoán cốt cảnh, nhưng có thần chiếu cảnh, thần thức lĩnh vực, vẫn y nguyên khiến bọn hắn có cảm giác miệng cắn con nhím không thể nào ngoạm ăn được. Số tiểu tử, người nếu có gan thì đừng cứ động, chúng ta thành thật đến một thanh. Không biết có phải là não bị đánh đến hỏng được hay không, có lẽ là tức hỗn hển. Ngũ Trưởng Lão U Minh Cốc không khỏi chửi ầm lên với Trác Phàm. Những lời vừa ra khỏi miệng hắn là có chút hối hận. Người ta chỉ là một tu giả đến cảnh, các ngươi hai tên cao thủ thiên huyền cảnh liên thủ đối phó với người ta, đã không chiếm lý còn không cho phép người ta loạn động sao? Đây không phải là khi dễ người hay sao? Trực tiếp trói tay trói chân để cho các ngươi đánh tới là được rồi sao? Quả nhiên lời vừa ra khỏi miệng, mọi người chung quanh ào ào quăng tới ánh mắt khinh thường. Tuy việc Thất Thế Gia khi dễ người khác không hề ít, nhưng cũng không có sự vô sĩ như thế. Hiện tại ta đã biết tại sao cái tên Trác đại sư này lại giết cái tên U Quỷ Thất kia rồi. Nhất định là bị cái tên U Quỷ Thất vô sĩ kia bức bách. U Minh Cốc này quả nhiên là nỗi hối thẹn lớn nhất của Thất Thế Gia. Trong đám người vây xem, không ít người đều lộ ra thần sắc cười nhạo. Hoàng Phủ Thâm Vân hung hăng trừng lão gia hỏa kia một cái, người mất mặt cũng mặc kệ, còn lôi kéo bổn công tử mất mặt cùng ngươi sao? Thật không biết các ngươi U Minh Cốc tại sao lại để ngươi làm trưởng lão chứ? Loại vô sĩ ngôn loạn vô sĩ này sao thể tùy tiện nói ra được chứ? Thế mà Trác Phàm lại nhíu lông mày lại, cười nhẹ gật gật đầu, cư nhiên lại đáp ứng. Cũng tốt, dù sao ta cũng không có ý định trốn, liền dứt khoát để cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lão tử liền đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Nói rồi dưới chân Trác Phàm vừa dừng lực, thế là cứ dẫm ra hai cái dấu chân sâu một phân, trên mặt lộ ra sự bá khí không ai bị nổi. Giống như lúc trước luyện đan, lão tử ở chỗ này đồng rạ dạng nói một câu, nếu hai chân lão tử rời khỏi chỗ này, đầu ta hai tay dâng lên. Nhìn không được hít sâu một hơi, mọi người chung quanh tất cả đều sợ hãi. Cái tên Trác đại sư này thật sự là hào khí vượt mây, nhưng cũng là hào khí quá mức đó. Lúc trước luyện đan, ngài có luyện đan kỳ thuật kinh thiên, tự nhiên không sợ trời, không sợ đất. Nhưng bây giờ, ngài chỉ là tu giả đoán cốt cảnh, tuy nhiên thân thể mạnh mẽ hơn so với người bình thường, nhưng cũng chỉ là đoán cốt cảnh thôi à. Trước mặt ngài, thế nhưng là hai tên cao thủ thiên hoàng huyền cảnh vô sĩ, bọn họ cũng sẽ không bởi vì ngài tu vi tương đối thấp mà thủ hạ lưu tình đâu. Ngài hiện tại còn làm như thế, thật sự là tự chui đầu vào rọ đó. Hoàng Phủ Thâm Vân cùng Ngũ Trưởng Lão hai người đồng dạng giật nảy mình, cùng nhìn về hướng Trác Phàm, kinh nghi bất định. Số tiểu tử, người sẽ không lại có quỷ kế gì chứ? Hoàng Phủ Thâm Vân một vẻ mặt cẩn thận nói ra. Phụt. Lời nói vừa nói ra, mọi người lần nữa cùng nhau trợn trắng mắt, kém chút nữa một ngụm tâm huyết đều muốn phun ra ngoài. Người ta Trác đại sư đều đã đứng yên bất động cho các người đánh, còn kém nước buộc tay buộc chân mà thôi. Hai người các ngươi thế mà còn hoài nghi người ta có âm mưu gì sao? Xem ra tên này dũng khí cùng tu vi còn thật mẹ nó không có tí quan hệ gì. Người ta một tên đoán cốt cảnh hào khí ngất trời, dũng khí như hổ, các ngươi hai tên thiên huyền cảnh lại sợ đầu sợ đuôi, nhát như chuột. Hôm nay ta thực sự là mở mang hiểu biết đó. Cho dù là mọi người vây xem cũng không nhịn được lần nữa, công khai lộ ra vẻ khinh thường sẽ không cho Thất Thế Gia thể diện nữa. Hoàng Phủ Thâm Vân sắc mặt đỏ bừng lên, tờ hồ cũng cảm thấy lời hỏi vừa rồi của mình có chút vội vàng, nhưng vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, dù sao thì tiểu tử này quá mức giả hoạt. Không khỏi cười lớn gật gật đầu, Trác Phàm không che giấu một chút nào, thản nhiên nói, mưu lược tự nhiên phải có, nhưng không phải là âm mưu, chỉ là một chút thủ đoạn tất yếu thôi. Vừa dứt lời, ánh sáng trong tay Trác Phàm lóe lên, xuất hiện một bình sứ nhỏ, cười tà mị nói ra, các ngươi không phải là đã coi quên chứ, ta thế nhưng là một luyện đan sư đó. Nói xong, anh liền đem nắp bình mở ra, trên tay nhẹ nhàng lắc một cái, một hạt đan hoàn thanh quang lưu chuyển tròn trịa liền rơi xuống trong lòng bàn tay. Linh đan ngũ phẩm, bạo nguyên đan. Trong mắt nhìn không được co rút lại, đầu Thổ Dược Vương kêu lên sợ hãi, mà Hoàng Phủ Thâm Vân hai người nghe thấy, sắc mặt cũng đại biến, cùng nhau hướng về phía sau, rút lui đến hơn 30 trượng, kêu ra tiếng, hắn muốn tự bạo. Chỉ một thoáng, mọi người ào ào hoảng loạn lên, vội vã hướng ra phía ngoài tránh đi, đều sợ cao thủ đoán của cảnh này
tự bạo nổ tung mà lan đến bọn họ. Bọn người Lâm Cửu khẽ giật mình, lại không rõ ràng cho lắm. Tình thế hiện tại, Trác Phàm vẫn chưa rơi vào tuyệt cảnh, làm sao lại dùng phương thức cực đoan như thế để tự bạo chứ, cùng đối thủ đồng quy vu tận sao? Thế nhưng là cái viên bạo nguyên đan kia xác thực là có chút từ lúc tại lúc tự bạo mới thể dùng tới. Mọi người trong lòng không hiểu, chỉ có Trác Phàm trên mặt vẫn như cũ, không gợn sóng, còn mang theo một nụ cười thần bí. Một viên, hai viên, ba viên, bình sứ mà Trác Phàm đang cầm trong tay nhẹ nhàng mà run run, mỗi một lần dốc ra liền có một đan hoàn thanh sắc rơi vào lòng bàn tay của anh. Mọi người tâm cũng theo đó mà hung ác siết chặt thêm một lần. Đến khi dốc ra năm lần, năm viên đan hoàn xuất hiện tại lòng bàn tay, Trác Phàm mới trầm ngâm một chút, đem bình sứ thu vào trong giới chỉ. Năm viên, hẳn là cực hạn rồi, hả? Năm viên sao? Đầu Tổ Dương Vương mi mắt bất giác run run, nét ngưng trọng trên mặt càng thêm sâu. Viên bạo nguyên đan này có thể trong nháy mắt đem nguyên lực trong cơ thể tăng mạnh hơn 10 lần, cho nên tại lúc thân thể không chịu nổi năng lượng trong thể nội tăng vọt mà bỗng nhiên nổ tung, cổ năng lượng kia trùng kích so với bản thân tự bạo mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ Trác Phàm một hơi lấy ra 5 viên. Nếu làm như thế, ăn vào 5 viên, nguyên lực trong cơ thể tối thiểu trong nháy mắt tăng trưởng hơn gấp 50 lần. Tự uy lực tự bạo đều không phải là tu giả đoán có cảnh có thể so sánh được, hoàn toàn tương đương với một cao thủ thiên huyền cảnh tự bạo. Một khi nổ tung, đừng nói là một mẫu ba phần đất này, đoán chừng toàn bộ Hoa Vũ Thành đều bị bốn san bằng thành bình địa. Đến lúc đó, rất nhiều người chung quanh đều phải đi theo chôn cùng. Nghĩ tới đây, Đạo Tổ Dục Vương không khỏi hoảng hốt trong lòng, hoảng sợ kêu to thành tiếng, mau ngăn cản hắn lại, nếu không tất cả chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là đã quá muộn, Trác Phàm không chút do dự đem 5 viên thuốc ném vào trong miệng. Chỉ trong một thoáng, phong vân biến sắc, sấm sét nổ vang. Trong ánh mắt kinh khủng của mọi người, quanh thân Trác Phàm không gió mà bay. Không gian tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo, một cổ năng lượng nồng đậm đến giống như thực chất, ngăn không được từ trong cơ thể hắn phun ra. Lôi Vân Dực sau lưng anh, từng đạo chói mắt, sấm sét, từng tựa hồ cũng đang không ngừng biến hóa, lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, tăng trưởng gấp 3 lần so với trước đó. Nương theo đủ loại dị tượng này, Trác Phàm chăm chú nghiến răng, trên trán nổi đầy gân xanh, song quyền hung hăng siết cùng một chỗ, sắc mặt nhăn nhó, dường như hết sức thống khổ, nhưng anh lại vẫn không kêu một tiếng như cũ, liều mạng kiên trì. Oanh! Thân thể lắc một cái, hai tay Trác Phàm bỗng nhiên rung động một chút, tựa như bị thổi phồng lên, dần dần biến thành lớn, trán của anh ngọn lửa màu xanh lần nữa thoáng hiện, đồng thời lấy khí thế cháy mạnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đầu của anh. Lúc này trên đầu Trác Phàm thanh phiên cháy hừng hực, trên lưng hai cánh sấm sét lượn lờ, một đôi đồng tử băng lãnh phủ đầy tia máu, khuôn mặt đó bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, càng tràn ngập sát khí nồng đậm. Nhìn lại từ xa xa giống như một sát thần giáng thế, khí thế toàn thân cũng đang lấy tốc độ mà mọi người khó thể tưởng tượng được đang không ngừng tăng cường. Đoạn có cảnh tam trọng, đó có cảnh tứ trọng, đó có cảnh ngũ trọng. Đầu Thủ Dương Vương, bọn người sắc mặt hoảng sợ, cảm nhận được khí thế bức người kia, trong lòng lo sợ. Bởi vì khí thế của Trác Phàm tăng trưởng càng mạnh, lúc tự bạo uy lực liền càng lớn hơn. Nếu là ở nửa đường, bởi vì không có cách nào chống cự được sự đột nhiên tăng mạnh mãnh liệt như thế, mà tự bạo thì ngược lại uy lực sẽ nhỏ hơn một chút. Thế nhưng thì Trác Phàm lại một mực kiên trì, khí thế của anh cũng đang không ngừng được tăng lên. Hoàng Phủ Thông Vân khẽ nghiến răng, trên mặt hiện lên nét kinh hãi, nhưng trong lòng lại một trận mắng to. Tiểu tử này thân thể đến tột cùng là cái dạng gì chứ, làm sao có thể kiên trì đến loại mức độ này chứ. Rốt cục hét một tiếng, dường như một cỗ vòi rồng cuốn qua, khí thế Trác Phàm một mực tăng trưởng dừng lại, nhưng nổ tung trong tưởng tượng của mọi người lại không phát sinh. Thả mắt nhìn tới, chỉ thấy Trác Phàm thần sắc lần nữa bình tĩnh trở lại, thở dài một hơi trọng khí thật dài. Cái đó là trong mắt không khỏi bỗng nhiên co rút lại. Đầu Tô Dương Vương khiếp sợ khó hiểu kêu lên thành tiếng, là thiên huyền cảnh. Nghe được lời này, mọi người lần nữa nhìn tới, cảm nhận khí thế ẩn mà không phát hung mãnh kia, tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Ngay tại ngắn thời gian ngắn ngủi này,
khí thế rất phàm. Vậy mà từ đoán có cảnh nhị trọng, một đường thăng thẳng đến thiên huyền cảnh. Chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Hoàng Vũ Tam Vân cùng Ngũ Trưởng Lão liếc nhìn nhau, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được tác dụng của năm viên Bạo Nguyên Đan mà Trác Phàm sử dụng kia là không phải để tự bạo, mà chính là để đem nguyên lực tự thân đề cao đến thiên huyền cảnh. Thế nhưng là đây thực là việc mà người có thể làm được hay sao? Người bình thường bỗng nhiên nguyên lực đề cao gấp 10 lần, tự nhiên sẽ bởi vì thân thể không chịu nổi mà tự bạo nổ tung. Nhưng tiểu tử này cứ thế mà tiếp nhận tự thân nguyên lực gia tăng gấp 10 lần là có thể đứng vững được hay sao? Thân thể tiểu tử này đến tận cùng là mạnh đến loại mức độ nào chứ? Quái vật mà. Hoàng Vũ Thông Vân khẽ nghiến răng, nhìn không được kêu ra thành tiếng. Mọi người cũng kinh ngạc không hiểu nổi nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng rung động đến tột đỉnh. Chậm rãi đưa tay về hướng Hoàng Vũ Thông Vân cùng Ngũ Trưởng Lão. Ngoắc, Trác Phàm lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng. Các ngươi không phải muốn cùng ta chính diện giao tranh hay sao? Tới đi. Trong mắt bỗng nhiên co rút lại. Cái thái độ khinh miệt kia của Trác Phàm khiến Hoàng Vũ Thông Vân cùng Ngũ Trưởng Lão trong lòng cùng nhau phát lên một cơn tức giận. Lấy thân phận của hai người bọn hắn, thế mà bị người khinh khi như vậy. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Sau đó Hoàng Phủ Tân Vân không nói hai lời, mạnh mẽ dậm chân, ầm một tiếng, bay vút đến hướng Trác Phàm. Tốc độ quá nhanh, chỉ chớp mắt là tới. Một đầu nắm tay lóe kim quang, thẳng tắp hướng về mặt Trác Phàm đánh tới. Tiểu tử, có gan khiêu khích thì có gan, đừng mà có mà trốn tránh. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Tân Vân như cũ đang dùng lời nói khích anh. Nhếch miệng lên một cái đường cong khinh thường, Trác Phàm nhẹ nhàng nâng lên một cánh tay, thản nhiên nói: "Lúc trước nhất định sẽ như vậy, nhưng bây giờ không cần thiết." Oanh! Quyền chưởng tương giao, tiếng vang đinh tai nhức óc bỗng nhiên phát ra, chấn động đến chỗ tất cả mọi người, màng nhĩ bị kích động đến đau đớn. Nguyên lực hai người va chạm vào nhau, hóa thành một gợn sóng mà mắt trần có thể nhìn thấy được, hướng ra phía ngoài tán đi. Trên đá vụn trên mặt đất, chịu sự ảnh hưởng của gợn sóng đều hóa thành bột mịn. Thấy tình cảnh này, mọi người vội vàng hội tụ nguyên lực ngăn cản, nhưng vẫn còn có chút. Vẫn có một số cao thủ đoán có cảnh tu vi yếu ớt, tại lúc gợn sóng này tràn qua, trào nhà mắt liền bị đánh bay đến hơn 20 mét, nhìn không được phun ra máu tươi. Trong lòng mọi người kinh hãi, chỉ là ba động mà hai người gia thủ khuếch tán ra, uy lực liền mạnh như thế. Hai người kia gia thủ chiến đấu kịch liệt thì sẽ như thế nào à? Thế nhưng, khiến mọi người đưa mắt nhìn qua trời mắt, trong nháy mắt, trong mắt cả kinh rơi vào một chỗ. Chỉ thấy lúc này, Hoàng Phủ Thanh Vân sử xuất lực lượng toàn thân, nhất kích, cơ nhiên bị Trác Phàm dễ dàng khoát tay liền ngăn lại. Nhìn thần sắc Trác Phàm, vậy mà không có chút nào bộ dáng, phải dùng lực tới lực cả, vẫn nhẹ nhàng như thường. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, Ngũ Trưởng Lão U Minh Cốc chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Trác Phàm. Một búa hung hăng hướng về phía cán anh nện xuống. Tang! Một tiếng va chạm kim loại vang lên, lại là một trận ba động khủng bố truyền ra. Mọi người vội vàng chống cự với làn sóng đó. Có mấy chục người bởi vì thực lực không đủ mà bị đánh bay ra ngoài. Nhưng khi mọi người nhìn lại, mi mắt lại không tự giác mà run lên. Sắc mặt Trác Phàm vẫn nhẹ nhõm như cũ, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn Ngũ Trưởng Lão kia một chút nào, nhưng vừa nhanh vừa mạnh một chùy kia cũng bị Lô Văn Trực sau lưng Trác Phàm thoải mái đỡ được. Thậm chí Trác Phàm cũng không bởi vậy mà chấn động một chút thân hình nào. Trong mắt ngay không được bỗng nhiên co rút lại, Hoàng Vũ Tâm Vân cùng Ngũ Trưởng Lão cùng nhau hoảng hốt, nhìn không được cả kinh. Làm sao có thể chứ? Thiên hạ không có gì là không có khả năng, riêng ở trước mặt ta thì sẽ có khả năng. Khẽ cười một tiếng, bàn tay Trác Phàm ngăn trở Hoàng Phương Vân, một quyền kia đột nhiên siết chặt, đem nắm tay của hắn tóm lại, sau đó nhẹ nhàng hất lên. Hoàng Phương Vân tựa như một con rệp nhỏ, oanh một tiếng, bị quăng trên mặt đất, nền đến mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Cùng lúc đó, Lôi Vân Dực sau lưng Trác Phàm cũng hơi lắc một cái, Ngũ Trưởng Lão liền phiêu một tiếng, bị đánh văng ra ngoài, thẳng tắp bay ra hơn 30 trượng mới rơi xuống đất. Nhưng vẫn như cũ, ngay không được lui lại, cứ thế mà ở trên mặt đất dẫm tới 6-7 cái dấu chân mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trác Phàm ở phía xa, Ngũ Trưởng Lão sớm đã quá sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm như cũ, bỗng nhiên xông lên. Bất quá Trác Phàm cũng không hề để ý tới, chỉ là nhìn chằm chằm Hoàng Vũ Thanh Vân ở dưới chân, xì cười ra tiếng: "Nhị công tử, nhớ đến ngươi từng cùng ta nói tới vấn đề nam nhân cùng nữ nhân, hiện tại ta liền tặng ngươi một câu, trên đời này
chỉ có kẻ đang đứng mới chính là nam nhân. Làm nhục, chính là làm nhục trần trụi. Hoàng Phủ Thanh Vân hung hăng nghiến răng, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên bắn người lên. Đầu nắm tay như hạt mưa hướng về Trác Phàm đánh tới. Hắn là nhị công tử Đế Vương Môn, sao có thể chịu được việc người khác làm nhục hắn như thế này chứ? Cùng thời khắc đó, Ngũ Trưởng Lão cũng đúng lúc vọt tới, một cái búa lớn như gió mưa bão táp nện xuống. Không khỏi phá lên cười lớn một tiếng, Trác Phàm không hề sợ một chút nào. Thân thể anh là từ kim cương lưu sa luyện chế nên, bản thân liền là ngũ phẩm ma bảo. Lúc trước anh đánh không lại hai người này, hoàn toàn là bởi vì nguyên lực trong cơ thể kém hơn quá nhiều, căn bản không thể phát huy ra được uy lực của cổ thân thể này. Thế nhưng sau khi ăn vào 5 viên bạo nguyên đan, thân thể anh cũng đã tràn ngập năng lượng. Chính thức là kim cương bất hoại, lại thêm nguyên thần cường độ đạt tới thần chiếu cảnh, hai người này đâu còn là đối thủ của anh. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Trác Phàm bỏ qua một cái cánh tay, chỉ dùng cánh tay trái, liền dễ dàng ngăn lại tất cả công kích của Hoàng Phủ Thanh Vân. Đồng thời, hai lô vân dực cùng búa của Ngũ Trưởng Lão tương giao phát ra một trận giao kích bạo hưởng, lại không hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào. Từng trận dư âm không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem chung quanh tất cả chấn thành bụi phấn. Tiếng phá hủy mãnh liệt cùng tiếng kim loại giao kích chói tai không ngừng vang vọng bên tai mọi người, nhưng mọi người lại ngơ ngác nhìn về phía trước, đã nhìn đến hai mắt trợn tròn. Nhìn Trác Phàm dễ dàng đối phó với hai cao thủ đại thiên huyền cảnh như thế, mà lại chính là như lời nói lúc trước, hai chân anh không hề nhúc nhích, mọi người bất giác phản phất giống như bị cắt một thế hệ. Thế giới này đến cùng là bị làm sao vậy chứ? Làm sao đốn cục cảnh lại mạnh đến biến thái như thế này? Ngược lại, thiên huyền cảnh lại yếu thành cái dạng này chứ? Hai người đánh một người, thế mà còn bị người ta áp chế, hơn nữa nhìn bộ dáng, người ta còn chưa xuất ra bao nhiêu lực. Thế nhưng bọn họ tuy oán thầm trong lòng như thế, nhưng cũng đã rõ ràng không phải hai tên thiên huyền cảnh biến thành yếu, mà chính là cái tên đoán cốt cảnh thanh thiếu niên này quá mạnh, quá biến thái. Đám người Long Cửu lúc này cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ trong một chớp mắt, thực lực của Trác Phàm liền đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ quá thực không thể tin được, thế gian lại thực sự sẽ sinh ra một chuyện như thế này. Đầu đuôi, lẫn lộn, mạnh yếu dễ dàng, đoán cốt cảnh ngược lại, đánh hai đại thiên huyền cảnh. Sở Quân Thành, Mẫu Đơn lâu chủ cùng Thanh Hoa lâu chủ thì càng ngây ngốc nhìn về phía trước, đã là hoàn toàn không nói ra lời. Sau cùng, vẫn là Thanh Hoa lâu chủ, một vẻ mặt cảm thán nói ra. Ác Phàm, ác ma Trác Phàm, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, thật sự là quá mạnh đến biến thái. Tạ Thiên Nhiên nhìn tất cả những chuyện này, có loại cảm giác như muốn bật khóc. Bá trưởng lão, ta vẫn là nên trở về tìm đại ca luyện kiếm đây. Ta muốn chấn hưng kiếm hồng phủ chúng ta. Hy vọng có một ngày có thể bắt kịp thực lực của tiểu tử này. Mộng tưởng này quá là mơ mộng hão huyền. Ta từ bỏ đây. Không khỏi cười cổ một tiếng, Kiếm Thị Phong cũng liên tục cảm thán. Từ khi thấy Trác Phàm thực lực kinh người về sau, đừng nói là những bọn tiểu bối này, coi như đám thế hệ trước như bọn họ, lòng tự trọng cũng bị đả thương nghiêm trọng. Âm âm âm. Tiếng nổ kịch liệt vẫn đang không ngừng vang lên như cũ. Hoàng Phủ Thanh Vân cùng Trác Phàm giao chiến đã tiến hành hơn 200 chiêu, lại thêm Ngũ Trưởng Lão vung mạnh búa lớn, Trác Phàm đã là liên tiếp đón hơn 400-500 chiêu, vẫn phiêu dư tự tại như cũ. Mà công kích của hai người không chút mảy may có thể chạm tới anh. Không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, hiện tại Trác Phàm nhìn về phía hai người, quả thật giống như đang nhìn hai tiểu hài tử, đã hoàn toàn không còn một chút uy hiếp nào đối với anh. Vù. Đột nhiên, thanh viêm trên đầu Trác Phàm bỗng nhiên chớp lên một cái, tiếp đó hỏa diễm bồng lên cháy hùng hục cũng dần dần bắt đầu tiêu tán đi. Lông mày Trác Phàm cử động tựa hồ như ý thức được cái gì đó, trên mặt dần dần hiện lên một tia ngưng trọng. Có vẻ thời gian đến rồi. Các ngươi đánh đủ chưa? Cũng nên đến lượt lão tử ra tay đó. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, Trác Phàm không còn bị động tiếp chiêu nữa, ngược lại một cánh tay bỗng nhiên thò ra như một cái kìm sắt hung hăng tóm lấy cổ tay Hoàng Phủ Thanh Vân. Hoàng Phủ Thanh Vân muốn thu tay về lại căn bản rút không được. Oanh! Một cú đấm thẳng bình thường đánh thẳng vào trên bụng hắn, Hoàng Phủ Thanh Vân cảm giác như cổ lực lượng dời núi lấp biển phóng tới hắn, liền phiêu một cái bị đánh văng ra ngoài. Hắn đập vào mấy chục tòa kiến trúc cao lớn,
Những tòa kiến trúc bị hắn động tới đều ầm ầm sụp xuống. Chính hắn thì bị vùi vào bên trong đống phế tích. Giải quyết xong một tên, Trác Phàm liếc mắt hướng về phía Ngũ Trưởng lão phía sau đang không ngừng dùng búa lớn nện xuống. Một cánh Lô Vân Dực đột nhiên biến hóa hình thái giống như một con mãng xà, dọc theo búa lớn chui lên cánh tay hắn, đem hắn vững vàng khóa chặt. Ngay sau đó, cánh Lô Vân Dực khác hóa thành một đạo lôi tiên hung hăng đánh thẳng đến bộ ngực hắn. Ầm! Giống như đánh vào một tòa núi cao nguy nga bất động, phát ra một tiếng ầm ầm, nhưng cái tòa núi cao này vẫn bị quất bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Ầm một tiếng, đập ra một cái hố sâu không thấy đáy. Chờ sau khi Ngũ Trưởng lão từ trong cái hố lớn kia tập thể đi ra tới, lại dưới chân lão đảo, bất đắc dĩ quỳ rạp xuống đất, một ngụm máu tươi nhìn không được phun ra ngoài, xương sườn gãy 5 cái. Ngũ Trưởng lão khẽ nghiến môi, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Hắn là tu giả luyện thể, từ khi xuất đạo đến nay còn chưa bao giờ phải chịu qua trọng thương như thế, nhưng không nghĩ tới lần này chỉ là bị Trác Phàm quất qua một roi liền gãy 5 cái xương sườn, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Cũng giống như hắn, Hoàng Phủ Thanh Vân từ trong phế tích bò lên đã không quá 3 bước, không nhịn được cúi người nhìn xuống, liên tiếp phun ra 5 ngụm máu, bên trong còn lẫn một chút vụn nội tạng. Không khỏi ôm ôm bụng dưới, hắn biết nội phủ của mình đã bị tổn thương nặng, nhưng cũng kinh dị uy lực Trác Phàm vậy mà mạnh đến mức này. Hắn tu luyện Hoàng Cực Bá Thể Quyết làm thân thể mạnh mẽ, vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Trên đầu thanh viêm từ từ tắt đi, Trác Phàm lạnh nhạt liếc nhìn 2 người một cái, cư nhiên không còn đứng yên bất động nữa, nhẹ nhàng nhấc lên cước bộ từ vết chân sâu hoắm kia đi tới, xì cười ra tiếng: "Vừa rồi ta đã cho các ngươi 2 cơ hội, là chính các ngươi không có thực lực đó. Hiện tại các ngươi cũng đã thua, tâm phục khẩu phục, như vậy giờ đến phiên ta lấy đi tính mạng các ngươi." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. 2 người này, một người là nhị công tử Đế Vương Môn, một người là Ngũ Trưởng lão U Minh Cốc, coi như tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có bọn hắn giết người khác, lại có ai dám giết bọn hắn chứ? Không sợ Thất Thế Gia báo thù hay sao? Thế nhưng là rất nhanh, mọi người liền ý thức được người kia là ai. Là ác ma Trác Phàm, danh chấn thiên hạ. Đến cả U Quỷ Thất của U Minh Cốc đều giết, từ lâu đã đắc tội với U Minh Cốc, còn có cái gì mà không dám làm chứ? Dù sao, ngự hạ Thất Thế Gia, một cái cũng là đắc tội, 2 cái cũng là đắc tội. Chân trần không sợ đi giày, lại giết thêm 2 tên nữa, có cái gì đâu chứ? Vừa nghĩ tới đây, mọi người cư nhiên bất giác càng có chút hưng phấn. Ngự hạ Thất Thế Gia ngàn năm qua không người nào dám động tới, có thể tận mắt thấy nhân vật trọng yếu của ngự hạ Thất Thế Gia bị người ta làm thịt cũng coi như là khó có thể thấy được, về sau có lẽ còn không có cơ hội nhìn thấy được nữa đâu. Tuy trên mặt mọi người không dám lộ ra sự mừng rỡ, nhưng tâm lý đã sớm hò hét thành tiếng: "Trác đại sư, chúng ta ủng hộ người, giết bọn hắn, nhanh lên!"